Xin chân thành cảm ơn đội văn nghệ rất là nhiều đã cộng tác với bạn của chúng tôi để tạo dựng nên một live show ca nhạc thành công rực rỡ hơn, bốc lửa hơn, bốc cháy hơn để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và rể 100 năm hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, quý vị thân mến, và giờ chương trình giao lưu văn nghệ của bạn ở chúng tôi còn rất là dài ạ, kéo dài cho đến 10 giờ tối ngày hôm nay cơ ạ.